Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi, em cập nhật danh sách hàng hóa đã bán hay là còn ở dưới cái tiêu đề video này. Là đã bán thì em ghi chữ đã bán ha mọi người. Rồi, nay là cái video 104. Mọi người theo dõi cái video nhớ bấm đăng ký kênh ha, để nó cập nhật về cho mọi người mấy cái video mới sớm nhất cho mọi người xem để mình mua được món hàng ha. Rồi, nay em giới thiệu mấy cái món đồ sau đây nè. Đầu tiên về một cây đèn của rất là đẹp, nó gần như là rất là mới luôn. Đây, thương hiệu Lancer, mã là B17. Cây này gần như là mới, rất là ít sử dụng ha. Đây, nó xài pin này. Đây, nó mạ vàng luôn mọi người, cho nó tiếp xúc điện ok. Nó xài 3 viên pin đại này nha mọi người. Đó, pin này thì em thay mới vô ha, hết thì mình thay. Đây có gòn chống nước đầy đủ ha. Đây là chế độ zoom phóng to cái led, cái tia sáng ha. Kính rất là đẹp luôn, còn rất là đẹp, không có chày gì hết luôn. Bên ngoài là hợp kim bằng nhôm ha, hợp kim này chịu lực, chịu va đập rất tốt. Này chữ còn nguyên luôn nè. Cái dòng này mới thị trường nó bán là tầm 2 triệu nha mọi người. Đó. Còn hàng này là hàng hàng nội địa Nhật ha. Lancer là cái Lancer này, cái thương hiệu này của Đức nha mọi người. Thằng này là của Đức nè. Nó có hai chế độ, đây là sáng yếu nè. Cái này gọi sáng rất là xa mọi người, tầm 300 mét á. Rất là sáng, gọi rất là xa, tầm 300 mét luôn ha. Đó. Đây, theo như thông số nè, còn cái pin này theo như thông số nó để là xài được khoảng 3 giờ mọi người. Cái dòng này đúng hãng của nó là nó bảo hành tới 7 năm nha mọi người. Mà này hàng 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 Sài Gòn nên không có bảo hành gì nha. Đó. Còn hãng nó bảo hành trên thế giới là đến 7 năm luôn. Hàng rất là chất. Đây là bên trong cái led nè. Hàng của châu Âu nó xài cái con lục giác bông inox ha. Đây là cái hấu kính nó rất là trong. Vỏ nó là hợp kim nhôm sơn tĩnh điện ha. Mạ tĩnh điện. Rồi, cây đèn led Lancer này có mã là 1024.
04.1 nha. Giá bán là 1.300.000. Tiếp theo em về được hai cây cưa Gumball của Nhật, rất là mới luôn, gần như là mới luôn, nhưng nó chưa sử dụng mọi người. Cây này có kích thước là 240 nè. Đây 240. Lưỡi 240 ha. Đây rất là bén luôn nha, lưỡi nó còn toi cái hợp kim nè. Còn cái dấu toi mới nè, chưa sử dụng. Đó. Gần như mới luôn nên không có vấn đề gì để soi nó ha. Đó, toàn bộ cơ kích thước nè, 27. Rồi, vậy thôi, lưỡi là 240, là 240 cm á. Rồi, cây cưa này có mã 104.2 ha, giá 550 ngàn. Một cây ngắn hơn nha mọi người, cây này là lưỡi 210. Đây, cũng rất là đẹp luôn. Này lưỡi gần như là chưa sử dụng, gần như chưa sử dụng luôn. Rất là đẹp mọi người. Chinky Gumball, dòng cơ Gumball, lưỡi 210 ha. Đó. Này rất là đẹp nên không có gì để soi ngắm luôn ha. Gần như mới. Rồi cái cưa này có mã 104.3 ha, giá 450 ngàn. Tiếp theo là một cây Cutton của Nhật, thương hiệu là Mitsubishi mọi người. Đây Mitsubishi, lưỡi còn rất đẹp. Đây lưỡi còn liền luôn ha, không có bị mẻ gì hết. Thử cắt trên giấy ha, đó ngọt luôn mọi người, rất là ngọt, ngọt như kéo cắt giấy vậy, nó khinh khích không có độ rơ gì hết ha. Đây lưỡi khích luôn. Rồi kích thước nó rất là 25 cm ha. Rồi cây cắt to này có mã 104.4 mọi người, 350 ngàn. Rồi kế tiếp là một cái máy, đây là một cái máy như là máy cưa lọng vậy, nó xài điện 100V mọi người. Đây có công tắc nè, cho mọi người về chế cháo gì chế ha. Nó như cưa lọng vậy, nó hụt lượt xuống vậy nè. Ở đây mình mở ra gắn lưỡi được nè, gắn cái lưỡi rất là nhỏ, cái lưỡi mà lưỡi cưa mỹ nghệ á, lưỡi cưa dẹp dẹp mà nhỏ xíu như sợi chỉ vậy á, gắn vô đó ha. Đó quay á. Wow, để em lấy cái biến áp em thử cho mọi người nha. Cất cái biến áp qua bên kia rồi. Đợi em tí nha. Rồi, đây thử cái máy cưa này nha. Điện 110V nha mọi người, 100V á. Đó. Đó. Chạy rất là êm. Cái đây mở ra gắn lưỡi được nè, có con ốc lục giác đây nè, mở ra cái đút cái lưỡi xuống. Cái lưỡi mỏng rất nhỏ, ló lên đây nè. Đó cho mọi người về chế bàn bàn cắt mini ha, bàn cắt giấy, cắt gỗ gì đó mini á. Rất là tiện luôn. Mà nó nhìn đẹp nữa, thiết kế rất đẹp. Khung bằng sắt nè. Đây khung đúc luôn. Đây em đo cái kích thước này cho mọi người hình dung đó. Cái bàn là 16 cm. 16 x 16 ha. Chiều cao nó là 10 11 rưỡi. Rồi cái máy
Máy lọc bàn mini này có mã là 104.5 ha, giá là 500 ngàn. Rồi tiếp theo là ba món như hình này mọi người. Bán lại ba món này luôn. Bán chung luôn ha. Đây một cây hước nhật 300 mm. Còn rất đẹp. Một cái cưa sắt của Nhật. Lưỡi mới ha. Rồi với một bộ khắc mỹ nghệ mini, khắc điêu khắc thủ công. Lưỡi còn rất là đẹp. Rồi ba món này luôn. Có mã là 104.6 ha, giá 250.000 à. Bán nhanh ba món nha mọi người. Rồi tiếp theo một cục đá mài của Nhật nha mọi người. Đây. Đá rất là đẹp luôn ha, Kamet oil tone nè. Rất là mịn. Cái này cỡ 1.000 á, số 1.000 ha. Độ mịn đó. Rồi kích thước nó đây. 12 nhân cho 4 nhân cho 18 mm. Đây nó chỉ xài một hai lần à, không có đáng kể gì hết, gần như là mới. Rồi viên đá mài này có mã 104.7 nha mọi người, giá 300.000. Tiếp theo em về được hai cái cây chuốt dây điện. Rất là đẹp, đặc biệt hai cây này là của Mỹ mọi người. Đây mắc in USA đây nè. Thương hiệu này của Mỹ luôn. Mỹ sản xuất. Hai cây. Đặc biệt hai cây nó là một cặp mọi người, em bán nên em bán một cặp. Không có bán lẻ ra luôn nha, tại vì hai cái miệng đó nè. Một hàng chuyên là dòng cái dây điện nhỏ, hàng là dây điện to hơn ha. Đó. Ở đây thì cái dây này tầm 5 ly ha mọi người, to nhất 5 ly trở xuống nè. Vậy nó là từ 5 ly trở xuống ha, đó, dây điện 5 ly trở xuống. Bên đây thì rất là nhỏ. Đây tầm 1.5 ha. 1.5 đổ xuống rất là nhỏ luôn, dây rất là nhỏ luôn. Lưỡi rất nhạy nha mọi người, nhạy bén luôn. Thử trên dây điện. Em thử cộng dây điện này ha. Rất là nhạy. Dây nhỏ cũng bấm được luôn. Em thử chốt một cọng dây điện rất là nhỏ luôn nè. Đây mọi người. Đó. Rất là nhỏ, nó cũng ăn luôn. Nó ăn ra tới dây rất là nhỏ luôn. Cây kìm này chuyên bấm dây nhỏ luôn nè. Lưỡi còn rất là đẹp. Hàng Mỹ nữa mọi người. Cây này dây to. Lưỡi còn liền hết ha. Phân bằng nhôm đúc, rất là cầm rất là nặng tay luôn, chắc chắn. Đây kích thước nó nè. Cũng như mấy cây thông dụng của Nhật ha. Cũng cỡ 18 cm. Rồi cái này em bán một cặp mọi người, không có bán lẻ ra luôn. Em bán cặp là mã là 104.8 ha, 800.000. Rồi tiếp theo em có đây về hai cái cuộn chì. Cuộn chì hàng của Nhật. Đây hai cuộn chì hàng của Nhật mọi người. Đây là thương hiệu của thằng thằng này là thương hiệu của Nhật, nội địa Nhật, Kiko. Thằng này của God. God nè, thằng này God là dây 1.6 nè. Thằng này là dây
À, hai thằng dây 1.6 mọi người. Thằng này nhỏ hơn tí nha. Này độ 1.3, 1.3 cỡ 1.3 mọi người nè. Đó, hai thằng dây chì hàng của Nhật đều có nhựa hông nó bên trong không mọi người, không cần chấm nhựa hông gì hết. Nó có nhựa hông sẵn bên trong mà rất là tiện dụng. Rồi hai cuộn chì hàng này có mã là 104. Đây 104.9 nha, giá là 300.000. Rồi cuối cùng là một cái mỏ hàng điện tử. Là thương hiệu Haco, điện 100V, công suất nó là 20W. Nhưng mà cái dòng mỏ hàng này xài rất là ok mọi người, nó nhanh nóng, hàng rất ok. Em cắm thử thử chì cho mọi người xem ha. Nó rất là nhạy nóng ha. Chì nó rất là nhạy, nó ăn chì rất là nhanh. Cũng nhanh nhanh nóng hơn cái mấy cái mỏ hàng mà to nữa. Nè, nó nóng rồi nè. Dây chì này là 1 ly. Dây này 1.6. Đó, ăn luôn ha. Ăn rất nhanh luôn. Rồi, ok. Rồi, cái mỏ hàng chì này có mỏ hàng chì của Nhật, điện 100V ha, công suất là 20W. Có mã là 104.10. Giá là 250 ngàn mọi người. Rồi, em kết thúc cái video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ ha.